Hello cả nhà. Hiện tại thì Randy đang ở Adelaide. Tối nay Randy sẽ hát ở trên farm, nhưng mà hiện thời thì Randy đang ở Adelaide. Đây phía sau Randy là một cái dòng sông rất là đẹp mà người dân địa phương ở đây hay gọi là cái Heart of Adelaide, tức là giống như một cái mạch tim của một cái thành phố Adelaide. Giới thiệu chút xíu để mà khán giả biết Randy đang ở đâu. Lạnh lắm quý vị. Nhưng mà may mắn là theo Randy dự báo thời tiết là hôm nay sẽ mưa và mưa rất nhiều. Nhưng mà may mắn là hôm nay trời rất là đẹp, lạnh nhưng mà rất đẹp quý vị. Còn bên kia trước mặt của Randy á, là cái này là giống như một cái bên Mỹ á, người ta kêu là giống như một cái chỗ mà cái sân vận động đánh football. Bên Mỹ cái trái cây na đó. Còn bên này cũng là đá banh, nhưng mà vừa đá cũng được rồi ôm cũng được, không có bị phạt menti hay cái gì, giống như mình đá banh kiểu một World Cup đó. Giới thiệu cho mọi người biết rất là vui, đặc biệt là hey son, con trai tới đây tới đây con. Justin, con trai của Randy. Giống Randy lúc khoảng thập niên 90, cái thời mà Randy hát bài nó mà thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Ngày xưa cái thời mà Randy có cái bài hit song mà được mọi người đồng cảm nhiều nhất á, là kêu là cái bài thành danh của Randy là bài nó. Thì tuổi của Randy trạng như con trai của Randy bây giờ là 24 tuổi nè. Nếu mà lấy cái hình của Randy ngày xưa đó, mà cỡ lúc mà Randy hát bài nó, mà so với con trai của Justin bây giờ đó, thì hai cho con rất là giống nhau. Cảm ơn mọi người. So, just sharing. Happy weekend.